Quy trình để làm một cái mạch thì sau khi mình hàn xong tất cả các cái chân linh kiện cơ bản xong thì chúng ta phải tiến hành một cái công đoạn là KCS. KCS là làm gì để chúng ta kiểm tra lại xem mạch của chúng ta đã chuẩn chưa. Tất nhiên là một người làm và một người KCS thì nó sẽ chuẩn, chứ còn mình tự làm xong rồi mình tự KCS thì đôi khi cái sai của mình ấy, thì nó bị lặp điệp lại, dẫn tới việc là không biết là nó là sai. Thế và cũng là để học cái kinh nghiệm của người khác, xem là người khác có những cái nhận xét gì khác hơn không để chúng ta có thể là rút kinh nghiệm cho những lần sau. Thế thì sau khi làm mạch xong thì kể cả mình làm thì mình cũng phải ca xét mình trước, xong sau đó mới để cho người khác ca xét. Thế thì sau khi làm xong thì các bạn chú ý là tất cả các cái đầu chân hàn này các bạn phải rà nhé, nhìn đừng nhìn tổng quát, đừng nhìn tổng quan, và các bạn phải rà từng chân đó, ngó hết tất cả từng chân. Còn nếu các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể là sử dụng thêm các cái kính lúp để các bạn soi hẳn vào cái kính lúp, soi hẳn vào để nhìn cho rõ cái kết cấu của cái vết hàn của mình, xem có đẹp, của bóng có ngấu, có ăn với nhau không, hay là các cái chân nó có chạm nhau không. Đây, chân này là các cái chân kết nối bằng khoảng cách nó là 2,54 mini, thế nên nó rất là rộng. Thế nên là các bạn nhìn bằng mắt thường là cũng biết là nó có dính với nhau hay không. Thế nhưng nếu mà ví dụ như là với cái các cái con chip con IC chẳng hạn thì cái khoảng cách của nó chỉ có 1 mini thôi, 1 mini và cộng thêm cả thiết hàn nữa, thì hai cái khoảng cách đó đấy nó rất gần nhau. Nếu mà chúng ta không sử dụng kính lúp thì chúng ta không phát hiện ra là nó chập nhau hoặc là nó có hàn có ăn với nhau hay không. Thế thì trước tiên nhé, là chúng ta phải ra từ chân này, kiểm tra từng chân một, một loạt, cứ phải kiểm tra, cứ ra hết từng chân một này, để xem là có cái chân nào bất thường hay không mà mình cần phải xử lý hay không, đúng không? Ra hết các chân, và xem các chân có bị dính mát hay không, chập mát hay không. Nếu mà có thì mình xử lý ngay, bởi vì đấy là cái công đoạn của cassette. Thứ hai là các cái bụng thiếc là cũng không để các bụng thiếc nó to như thế này. Đây, ví dụ như đây là bụng thiếc nó to này, là không được này. Đấy, chỗ này bụng thiếc nó to này, thừa thiếc này là không được, vì cái thừa thiếc này dẫn tới là rất dễ bị dính sang các cái vấn đề khác. Thứ hai là các chân nó phải tương đối thẳng, còn nếu mà chân nó cọc xuống thì cọc nó phải cọc vào cái đường mạch, chứ đừng để cọc sang các cái vị trí mát, phủ mát hay là các vị trí của các cái tín hiệu khác. Thế một lần đấy, như chỗ này này, cục thiếc này rất là to này, dính vào đây này, đúng không? Đó. Và đôi khi các bạn sẽ thấy rằng là những cái mạch mà các bạn mới làm xong nó lỗi không phải là cái gì cao siêu mà. Đây nó cả một cục thiếc nó to như này dính vào, đúng không? Đó. Các bạn chỉ cần nhặt nó ra thôi. Hoặc đôi khi chúng ta hàn ấy, nó có thể là dây sang các cái chân khác và nó làm cho cái mạch của chúng ta bị chập. Đó. Và làm xong chúng ta phải nhớ vệ sinh đi. Một cái vỉ mạch ở trong tiêu chuẩn của công nghiệp thì cái phòng làm sạch làm mạch đấy nó phải có cái tiêu chuẩn làm sạch, tức là phòng sạch. Đó. Và những cái ví dụ như này, đây cái lông tơ này là không bao giờ được phép có trong khi làm mạch. Đó. Ví dụ thế, nhưng ở đây là chúng ta làm thủ công, chúng ta làm bán thủ công và chúng ta cũng không có cái tiêu chuẩn ISO quốc tế, đâm ra chúng ta làm như này. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một cái vỉ mạch mà nó có nhiều sạn và nhiều bẩn như thế này trên lớp vỉ mạch như này là không đạt tiêu chuẩn nhé, không đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thường nhé, còn chưa nói tiêu chuẩn quốc tế nhé. Và các đường dây này, các bạn này, hàn này, dây này thì dài quá này và dây này thì ngắn quá. Khi các bạn đặt vào thì các bạn phải xem nếu trường hợp mà nó sai thì làm lại. Và đôi khi là chúng ta phải dùng thước chúng ta đo, không áng chừng nhé. Làm kỹ thuật áng chừng chỉ là trường hợp mà kinh nghiệm nó đạt đến cái mức độ thượng thừa thì mới áng chừng, còn không ấy, các bạn nên làm theo đúng quy trình bằng con số nhé, 1 gem 2 gem, 1 ly 2 ly, 1 phân 2 phân, chứ đừng làm theo kiểu áng chừng khi bạn chưa có kinh nghiệm nhé. Rõ ràng có nhiều khi tất cả những cái như thế này là thể hiện là cái trình độ của bạn và cái kinh nghiệm, cái cách làm của bạn nó chưa đạt được tới cái gọi là mức tiêu chuẩn, chưa tiêu chuẩn nhé, chứ còn chưa phải là đến dạng gọi là dạng thượng thừa.
hoặc là những dạng như là kiểu như chuyên gia, đúng không? Nên hàn như này là không ổn nhé. Chỗ này ví dụ là nó bị gắn này. Đó. Nó chạm từ chỗ này vào đây nó quá gần. Chỗ này thì thiếu dây. Dây này bị ngắn. Nhưng dây này thì lại quá thừa. Thừa thì nó chạm từ dây này sang dây này, đúng không? Giả sử như là một cái lý do nào đó nó chạm với nhau. Thế và các cái dây này khi mà chúng ta làm xong ấy, thường là các dây này chúng ta phải uốn. Một là uốn cong đều, hai là chúng ta uốn vuông góc một chút, đúng không? Chúng ta làm sao để cho nó thẩm mỹ. Bởi vì coi như là cái dây này mà chúng ta nối đấy, coi như là một cái đường mạch đi, đúng không? Bạn thì nhìn các đường mạch này, nó vuông hòm sắc cạnh, đúng không? Nó rõ ràng từng đường. Tại sao cái dây chúng ta lại đi như thế này? Mà chúng ta có quyền làm được điều như thế, mà tại sao chúng ta lại làm như này? Đó là một cái các bạn rút kinh nghiệm này. Các cụm thiếc này quá to này, quá to như này, bạn nhìn lên sơ sơ cũng có cảm giác như này nó đang bị trùng, nó chập sang cái chỗ khác, đúng không? Nhìn như này là KCS nó sẽ đánh giá là sẽ không cao nhé. Như này là sẽ không ổn nhé. Cái bụng thiếc này là không được này, bụng thiếc này không ổn nhé. Đó. Còn các cái vết hàn xem là có bám chân hay không, thì đôi khi các cái chân linh kiện nó han gì và chúng ta không phát hiện ra, chúng ta cứ cố hàn. Chúng ta chỉ thực sự là các cái chân linh kiện để phát hiện nó han gì hay không rất là đơn giản. Hàn phát cái mà nó không ăn tức là nó han gì, mà nó han gì thì mình xử lý han gì đó nhé, bằng cách chúng ta cạo chân, đúng không? Cạo chân nếu mà trường hợp ham quá thay chân nhé. Chúng ta không nên cố thì ngẫu nhiên là chất lượng sẽ không cao, vì sau này chúng ta những cái bì mạch này chúng ta để một khoảng thời gian ở môi trường nữa, lại cộng thêm cả cái yếu tố môi trường nó vào nữa, thì cái chất lượng của sản phẩm của chúng ta nó sẽ không cao. Và nếu chúng ta đưa cái sản phẩm mà không chất lượng không cao đưa ra thị trường, thì một sản phẩm nó hoạt động trong vòng một khoảng thời gian ngắn nó tự nhiên nó hỏng, và lúc đó khách hàng sẽ đánh giá như thế nào, đúng không? Rồi đây các cái vết nó thừa nhựa thông à, thì chúng ta phải rửa sạch nó đi. Tất nhiên là rửa cũng phải tương đối chứ cũng không đến mức độ là hoàn hảo hoàn mỹ, nhưng phải làm sao để cho nó tương đối một chút, làm cái bì mạch nó phải xem tí, nó không đến đặt đến tiêu chuẩn châu Âu thì mình cũng phải tiêu chuẩn nội địa, đúng không? Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ phải xây dựng xem là cái quy trình hoạt động cái thằng này như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu bước vào công đoạn test sản phẩm nhé. Test sản phẩm thì khi test sản phẩm nó chạy rồi thì lúc đó mới đóng gói và đóng bao bì. Bây giờ tôi sẽ tiến thành cái bước thứ hai, test sản phẩm. Đây là nguồn của sản phẩm này. Với cái mạch này ấy, thì là nó đang bị thiếu một cái, đó là cái nguồn âm và nguồn dương. Thế nên là ở đây các bạn sẽ phải đánh dấu lại một chút. Nguồn âm nguồn dương thì nó đánh ký hiệu bên trên này, thế nhưng ở phía dưới này là chưa có. Ở đây các bạn sẽ dương này, ở đây là âm. Cái nào thiếu thì các bạn phải vẽ bằng bút ngay, bởi vì chúng ta không thể nào nhớ theo kiểu như là khách quan được. Tốt hơn hết cái gì thiếu bổ sung nhé. Bổ sung để chúng ta không, mình làm mình biết rồi nhưng lại phải để cho người khác biết nữa, chứ không phải là mình làm mình biết xong là xong. Đó, dương bên đây, âm bên đây, nguồn cấp vào là 12V. Đó là tiêu chí của cái phần thiết kế. Và bây giờ sẽ cấp nguồn cho nó này. Cấp nguồn thì cái kẹp thì chúng ta sẽ sử dụng kẹp để chúng ta kẹp vào cái chân của thằng này. Đó. Cái này kể ra nó có một cái kẹp nữa đấy, nhưng vì nó đứt cái kẹp rồi nên ra là chúng ta sẽ bắt vít. Nhưng mà nếu chúng ta mà làm nhanh, để nó hiệu quả làm nhanh thì chúng ta nên nắp cái kẹp vào. Đây cái chân kẹp nó lên, triển hàng nó vào là xong. Thôi đây tôi làm ví dụ. Để tí các bạn làm thì các bạn nhớ nắp cái kẹp vào. Lấy cái kẹp mới được. Để nắp nó vào cho nó dễ làm. Rồi sau khi cấp nguồn xong thì cái hạ áp này chính là cái chức năng để nó hạ áp cái bo mạch này. Bo mạch hạ áp thì các bạn phải sử dụng một cái đồng hồ đo điện này, để cái thang mà cái đồng hồ ấy, các bạn phải hiểu cái tính năng của
của cái đồng hồ mình nó lỗi rồi cái gì thì mình phải khắc phục cái chỗ đó và phát hiện ra đó, để cái thang 20 này nó đang bị lỗi thì chúng tôi lỗi thang 20 này thì chúng ta sử dụng thang 200 thì chúng ta đo vẫn được nhé. Đây, khi cấp điện vào xong thì chúng ta phải đo xem là cái nguồn vào nó có vào không đã, đúng không? Nguồn vào bây giờ là đang là bao nhiêu volt đây, 11,5 volt này, nguồn vào đây này, nó ăn vào đây này. Rồi 11,5 volt này là ok này. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đo đầu ra. Khi đo chúng ta đưa que đo phải đo cẩn thận, không chúng ta dùng cái que đo này chúng ta chọc chạch sang cái các vị trí khác là cái nguồn nó sẽ hỏng nhé. Ở đây chúng ta thấy là 10,7 volt. Đấy, mà cái tiêu chí định nguồn ra của nó là 5 volt thì chúng ta phải điều chỉnh cái này xuống. Đây 10,7 volt. Trường hợp này chúng ta sẽ phải có một cái que đo. Que đo thì ở đây các bạn sẽ tìm xem ở trên đây xem có cái vị trí nào là vị trí mát hay không để chúng ta gá cái que lại. Chứ chúng ta không thể nào cầm cả hai que cùng một lúc được, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải tìm được cái điểm mát. Ví dụ như là ở đây có điểm mát. Đây, chỗ chân của cái thằng RF này. Đó, thì nó có là cái điểm mát. Và chúng ta sẽ chỉ cần dùng một tay để chúng ta đo vào cái chân ra. Đúng không? À. 10,7 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xoay cái con biến trở này theo hướng kim đồng hồ nhé. Theo hướng kim đồng hồ để hạ dần cái điện áp nó xuống. Cái con biến trở này nó rất là nhỏ, nếu các bạn mà vặn cố một tí hoặc lệch một tí nó có thể là gãy con biến trở này và coi như là vứt luôn cái hạ áp này đi rồi. Thế nên là các bạn phải chú ý là lựa để vặn chứ không phải là dùng sức. Vì cái tô vít này của mình nó cũng chưa chuẩn để mà điều chỉnh cái này đâu. Đó, 48 nó quá đà. 50, à 50 51 đều được nhé. Đó, thì lúc này là nó mình đo lại một chút nữa này, đúng 51 đúng không? Là ok. Đó thì là lúc này là các bạn đã xong cái phần đầu ra. Sau khi xong phần đầu ra xong thì chúng ta ở đây là cái chấu này là cái chấu để cấp điện. Tại sao phải có cái chấu này? Là bởi vì là khi chúng ta lắp cái này vào thì là nó điện áp ra là 10,7 volt đúng không? Nếu mà chúng ta không có cái chấu này thì dẫn tới là 10,7 volt nó sọc luôn vào hệ thống này và làm tan luôn rồi, nó cháy luôn rồi, đúng không? Thế nên cái chấu này là chấu cấp điện. Thế thì cái chấu này là sẽ là để rút ra khi mà cái này chưa được điều chỉnh nhé. Sau khi điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ dùng cái dăm này. Rồi, chúng ta sẽ cấp điện cho nó. Và lúc này là hệ thống bây giờ này đang có điện. Nhá, hệ thống đang có điện. Rồi, hệ thống bây giờ đang có điện rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem rơ ne có hoạt động hay không. Con trở bên ngoài nhé. 2,7K con trở màu vàng bên ngoài này là con trở lấy tín hiệu từ cái bo mạch vào trong để điều khiển hai con transistor này, con trở màu vàng ở phía ngoài nhé. À, vậy là chân này. Vậy là ở đây thì này nó sẽ là chân này. Và ở đây sẽ là chân này. Chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa, đúng rồi. Đây là một chân ngoài này và chân này. À. Thế thì khi tín hiệu nó cấp vào đây nó sẽ đo làm cho hai thằng này đóng. Vậy thì xem là cái tín hiệu điều khiển của nó là tín hiệu gì. Thì bằng cách là chúng ta nhìn vào đây. Nhìn vào đây thì hai cái chân của con Rene này. Đấy, là chân cấp nguồn này. Chân cấp nguồn. Và ở đây các bạn sẽ thấy xem là cái chân nào là nó cấp lên đâu. Ví dụ như con Chan này là một chân nối mát. Con Chan là một chân nối mát, tức là nó sẽ cấp mát lên trên. Cấp mát lên trên thì tức là lúc đó con trở này sẽ cấp dương. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn dây. Đây, chúng ta sử dụng cái dây như thế này để chúng ta sẽ kích điện
ở đây cho nó để nó xem dơ ne có đóng hay không nhé. Ở đây là cái chân 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 bên đây là chân chỗ R5 này. Đó, thì chúng ta sẽ cấp dương. Dương ở đâu? Dương là chính là ở những cái chỗ vị trí nối này này. Đấy, vị trí nối này là dương này, vị trí này là dương này, đúng không? Chúng ta sẽ cấp dương vào nó. Chúng ta nghe thêm dơ ne đóng, tạch 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 tạch, đúng không? Đó, tức là gì? Bộ này đã, bộ điều khiển đã ok. Chỗ này cũng vậy. Rơ ne tạch tạch kêu, đúng không? Vậy là bộ điều khiển rơ ne, hai rơ ne này đã ok. Đó. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đứng bước tiếp theo là chúng ta kiểm tra điện đã vào trong cái con RF này chưa. Bằng cách là chúng ta sẽ đo cái VCC và GND. Đo hai chân này. Xem là điện áp bao nhiêu vôn. Điện áp 5,1 vôn. Vậy là điện áp đã được vào trong đây rồi. Vậy là bộ này đã được test thành công nhé. Bởi vì chúng ta chỉ cần là gì, hai đơn e này đóng mở được, tín hiệu thằng này có điện là được. Còn cái đường điện, đường tín hiệu mà từ bộ vi điều khiển này với thằng này thì đương nhiên là nó có mạch của nó, là nó đã thông rồi, mình không cần phải thử nữa. Mà từ thằng này ra cái đầu trở này đương nhiên nó thông rồi, bởi vì là các cái vết hàn nó đã thông. Còn đường dây này chúng ta sẽ cần coi như là đã xong. Vậy thì bo này đã thực test thành công và đã được điều chỉnh điện áp thành công nhé. Các bạn chú ý này, bước thứ nhất điều chỉnh điện áp, bước thứ hai cắm răm, bước thứ ba test trở rơ ne thứ nhất, test rơ ne thứ hai, bước bốn kiểm tra nguồn của cái RF là xong nhé. Ở trong cái bo mạch này còn thiếu một cái nữa, đó là anten, hàn cái dây anten vào đây nữa, là cái chỗ điểm anten này, AT này, ANT này. Đó. Hàn thì cái dây xoắn ấy nằm bên trong, cắm cái đầu chân ra ngoài và mình sẽ hàn ở phía ngoài này. Còn thiếu cái đó là xong. Rồi, ok.